Tin tức nóng hổi, tỉnh Gunma. Bởi AI của Taiseki FM. Oyumi Nippaku Center đã phá sản. Trung tâm Nippaku, nơi điều hành trường dạy tiếng Bồ Đào Nha Nippakuen, và công ty liên kết của nó, một công ty vệ sinh, đã bị tòa án quận Mabeshi ra lệnh phá sản. Được thành lập vào năm 2000, trung tâm Nippa điều hành các trường học được Bộ Giáo dục Brazil cấp phép và lúc cao điểm có 200 học sinh và doanh thu 125 triệu yên, nhưng do kinh tế suy thoái và ít học sinh hơn nên trường đã đóng cửa vào tháng 1 năm ngoái.